Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, điểm cuối cùng Tây Nam Tổ quốc, vừa là đầu mối giao thông, giao thương của tỉnh, của vùng đồng bằng sông Cửu Long với các nước trong khu vực, vừa là tiền đồn vững chắc bảo vệ an ninh lãnh thổ, chủ quyền biển đảo phía Tây của Tổ quốc, với biểu tượng còn lại là pháo đài được nhà Nguyễn xây dựng vào năm 1831 để bảo vệ biển và đất Hà Tiên. Hà Tiên gồm hai phần đất liền ven biển và vùng biển. Phần đất ven biển với diện tích đất tự nhiên 9.951,83 ha được chia làm 4 phường gắn với địa danh nổi tiếng là phường Bình Sang có núi Bình Sang, phường Đông Hồ có đầm Đông Hồ, phường Pháo Đài có núi và Pháo Đài, phường Tô Châu có núi Tô Châu và hai xã Thuận Yên và Mỹ Đức. Vùng biển có xã đảo Tiên Hải nằm trong vịnh Thái Lan chung với đảo Phú Quốc, huyện Kiên Lương, huyện đảo Kiên Hải của tỉnh Kiên Giang, Việt Nam và giáp với vùng biển Campuchia. Hà Tiên là đô thị cửa khẩu, trung tâm dịch vụ du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long là do hệ thống đường bộ, đường thủy khá thuận lợi. Đường xuyên Á, đường hành lang ven biển, quốc lộ 80, quốc lộ 91, còn gọi là lộ Hà Giang, nối các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, Vương quốc Campuchia, Thái Lan và các nước khác. Tỉnh lộ 28 và hệ thống đường nội ô ngày nay được quy hoạch xây dựng khá hiện đại. Đường biển đi đến Phú Quốc, thành phố Rạch Giá, thành phố Kép và cảng Công Bông Som của Campuchia, từ đó đến các nước khác trong khu vực. Phía Bắc có đường biên giới trên biển và đất liền chung với Campuchia, cách tỉnh lỵ Kampot, Campuchia 60 km, cảng Kép của thành phố Kép, Campuchia 20 km, về phía Đông Nam cách thành phố Rạch Giá 90 km. Phía Tây Nam, cách Bãi Thơm thuộc huyện đảo Phú Quốc khoảng 45 km theo đường chim bay. Phía Đông và Đông Nam, cách khu công nghiệp Kiên Lương, Ba Hòn, Hòn Chông 20 km. Đường bộ Hà Tiên, Rạch Giá, thành phố Hồ Chí Minh dài 340 km. Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, trước đây gọi là cửa khẩu Xà Xía và đối diện bên kia biên giới là cửa khẩu Pechak, Campuchia của Campuchia, rất thuận lợi cho phát triển kinh tế thương mại cửa khẩu. Xa xưa, vùng đất Hà Tiên có tên gọi là Mang Khảm. Năm 1680, Mạc Cửu đến đây khai khẩn đất hoang, lập ấp, mở mang đường xá, xây thành trì, lập bến thuyền, biến vùng đất này trở nên phồn thịnh. Năm Mậu Tý, năm 1708, Mạc Cửu dâng biểu lên chúa Nguyễn Phúc Chu xin dâng vùng đất Mang Khảm. Tháng 8 cùng năm, chúa Nguyễn chấp thuận và đặt thành trấn. Năm 1714, chúa Nguyễn dùng hai chữ Hà Tiên để đặt tên cho đất này. Năm 1930, thị trấn Hà Tiên là trung tâm của tỉnh Hà Tiên cũ. Đến năm 1950, Hà Tiên trở thành một huyện của tỉnh Rạch Giá. Thời Ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa, Hà Tiên là một trong 7 quận của tỉnh Kiên Giang. Sau năm 1975, Hà Tiên là huyện của tỉnh Kiên Giang. Tháng 3 năm 1976, thị trấn Hà Tiên là trung tâm hành chính của huyện Hà Tiên, tỉnh Rạch Giá, nay là tỉnh Kiên Giang. Năm 1998, thị xã Hà Tiên được thành lập theo Nghị định số 47/1998/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ, trên cơ sở thị trấn Hà Tiên gồm các phường Đông Hồ, Tô Châu, Pháo Đài, Bình Sang và các xã Mỹ Đức, Thuận Yên, Tiên Hải. Mạc Cửu sinh năm 1655 và mất năm 1735, quê Phủ Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, là một thương gia có công khai phá vùng đất Hà Tiên vào đầu thế kỷ thứ 18. Năm 1680, ông chạy sang đất Hà Tiên, chiêu mộ dân trong vùng khai phá đất hoang, lập ấp, xây dựng thành trì, mở thương cảng. Đô thị Hà Tiên hình thành từ đó, kinh tế Hà Tiên phát triển gần 70 năm liền.
đánh giá công lao của Mạc Cửu và con cháu, người khai phá đất Hà Tiên, ngày 7 tháng 9 năm 2008, tại thị xã Hà Tiên đã diễn ra lễ khánh thành tượng đài danh nhân Mạc Cửu và kỷ niệm 300 năm ngày thành lập trấn Hà Tiên 1708-2008. Hà Tiên nổi tiếng là vùng đất văn hiến, tao đàn chiêu anh cát và trí đức học xá, là hai sự kiện văn hóa chói sáng. 10 cảnh đẹp Hà Tiên đã được các thi nhân tao đàn chiêu anh cát lấy làm nhan đề họa thơ vịnh, đó là Kim Dự Lan Đào, Bình Sang Điệp Thúy, Tiêu Tự Thần Chung, Thôn Dân Thạch Động, Châu Nham Lạc Lộ, Đông Hồ Ấn Nguyệt, Lộc Trĩ Thôn Cư, còn gọi là Mũi Nai. Các di sản văn hóa như tao đàn chiêu anh cát, trí đức học xá và với hơn 15 thắng cảnh di tích lịch sử đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Kiên Giang xếp hạng, cùng các lễ hội đậm đà bản sắc các dân tộc Việt, Hoa, Khmer đã trở thành nguồn tài nguyên du lịch quý giá để xây dựng Hà Tiên thành đô thị cửa khẩu hiện đại, thành thành phố văn hóa du lịch. Thank you.
đầy những bông dừa xanh mát biển khơi. Tôi qua lăn mặc cửu nằm trên con voi phục, tôi vô thăm thạch đồng trời bát ngát mênh mông, nghe chuông ngân chiều vang, nghe tiếng nói cô miên sao xuyên tâm tư người ghé thăm Hà Tiên. Giây phút đẹp còn lại kỷ niệm khó phai trên bờ mắt ai. Hà Tiên đã ghi vào tâm trí tôi ôi luyến lưu là mây. Nhớ thương vời đầy nhắn về Hà Tiên, quê hương hùng vĩ ngàn ngấn mặt trung dương. Nơi bến Tu Châu hồn sách niềm lưu luyến tôi hướng về Hà Tiên. Hà Tiên thăm em, người em dịu hiền, đường cách trở hai nơi xa xôi, thương thì tìm tới. Hà Tiên ơi, sao những không rời bước chân gọi mời, yêu dấu Hà Tiên dưới biển khơi, gửi nhau mấy lời thương nhớ trong đời. Phù dung ngân gian gội tàng